Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện dự án phát triển dược liệu dưới tán rừng, huyện Kon Plong có 13 dự án đăng ký được Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận cho chủ trương đầu tư. Trong đó có 6 dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của các dự án còn chậm so với kế hoạch đăng ký. Hợp tác xã Nông nghiệp Tuyết Sơn xã Mang Cành là một trong những đơn vị đăng ký đầu tư phát triển dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn huyện Kon Plong. Năm 2018, hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho thuê đất và cho thuê rừng, với tổng diện tích được giao là 37 hectare đất và rừng. Hiện nay đơn vị chỉ mới trồng được 2 hectare so với kế hoạch đăng ký 3 hectare cho năm 2021. Thì hiện nay hợp tác xã Nông nghiệp Tuyết Sơn cũng đã cơ bản là tạo dựng được những cái hạ tầng thiết yếu để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất rồi ở của công nhân cũng như là công tác điều hành. Thì về cái kế hoạch trồng dược liệu dưới tán rừng thì cho đến hiện tại thì chúng tôi đã triển khai được cái hạng mục chính, đó là cái sâm đương quy và sâm dây, hồng đẳng sâm đấy. Thì dự kiến đến, tức là trong cái quý 4 của 2021 thì sẽ triển khai cái kế hoạch khảo nghiệm trồng sâm sâm Ngọc Linh. Thì hiện nay trong cái quá trình dịch bệnh thì cho nên cái tiến độ này nó cũng chưa được triển khai thực hiện. Tương tự tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mang Đen, các đơn vị đăng ký đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Nên khi dịch COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động đầu tư sản xuất tại đây đều phải tạm dừng. Hiện tại trong bang thì có 2 cái doanh nghiệp đăng ký trồng dược liệu dưới tán rừng. Người ta đăng ký khoảng có doanh nghiệp thì 2 năm, có 3 năm. Bước đầu người ta cũng đã triển khai một số cái công tác trồng dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên do ảnh hưởng COVID, người ta không đưa được nhân công, không đưa được thiết bị, không đưa được các điều kiện để ra để mà trồng, nên nó cũng chậm tiến độ so với lại cái đề án người ta xây dựng ban đầu. Trên địa bàn huyện Kon Plong hiện có 13 dự án đăng ký đầu tư trong lĩnh vực trồng dược liệu dưới tán rừng. Trong đó có 6 dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên do các dự án mới trồng thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp nên diện tích triển khai trồng dược liệu dưới tán rừng đạt rất thấp. Mỗi đơn vị trồng khoảng 2-5 hectare và chỉ mới chú trọng đầu tư dược liệu ở diện tích thuê đất không có rừng. Thời gian mà đăng ký đầu tư thì cũng mới vừa có cái chủ trương chấp nhận chủ trương đầu tư từ năm 2019-20 thì nó cũng ngắn. Thứ hai nữa thì sau khi có chủ trương mà chấp nhận chủ trương đầu tư cũng như là quyết định giao đất cho thuê đất, cho thuê rừng thì lại vướng cái điều kiện là dịch bệnh COVID ở trên địa bàn. Do đó hiện nay là đa số các cái tiến độ mà sản xuất các cái dự án phát triển dược liệu dưới tán rừng là tương đối chậm so với kế hoạch của các doanh nghiệp cũng như là chủ trương đầu tư của tỉnh. Đến cuối năm 2021, diện tích trồng dược liệu dưới tán rừng từ các dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plong ước khoảng 30 hectare, chiếm 10% diện tích rừng được thuê. Hiện nay các dự án mới bước đầu triển khai trồng chưa có thu hoạch nên chưa đánh giá được hiệu quả dự án mang lại.